Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, chán quá mấy bạn ơi. Không biết bao giờ kênh YouTube của mình mới có thể nhận được nút bạc ta. Mấy bạn xem ở trên đầu của mình nè, hiện tại kênh YouTube của mình chỉ mới được có 653 người đăng ký thôi. Không được nổi 1000 người đăng ký nữa đó. Không biết bao giờ thì mình mới trở thành người nổi tiếng ngay. Trường học YouTube của mình ai cũng được mấy trăm ngàn người đăng ký hết trơn, vậy mà mình chỉ mới được có 600 mấy người đăng ký. Ít xỉn nè. Không biết khi nào mình bị đuổi học không ta. Chán ghê luôn á. Hay thiệt. Bây giờ nói chung mình cứ đi học tiếp đi. Ủa bên kia hai bạn nào đây? Ủa cậu ơi, cậu có bao nhiêu subscribe vậy? Tớ à? Tớ được hơn 200.000 người đăng ký rồi đây nè. Ôi trời ơi, ngưỡng mộ cậu quá à. Nhưng mà tớ cũng vậy nha, tớ chỉ thua cậu thôi. Là tớ có 100.000 người đăng ký đó. Xịn chưa? Wow, trời ơi, mấy cái người này họ được nhiều subscribe quá bạn ơi. Các bạn nhìn nè, hiện tại các bạn nam này ở trên đầu bạn ấy đang hiện là 200.000 người đăng ký, còn các bạn nữ này trên đầu hiện ra là 100.000 người đăng ký luôn. Ôi ghê thiệt luôn á, chả bù cho mình được có mấy trăm người đăng ký à. Thôi không sao, chỉ cần mình cố gắng thì trước sau gì mình cũng sẽ trở thành một YouTuber nổi tiếng thôi. Bây giờ phải đi học trước cái đã. Đi thôi. Trời ơi, bạn kia, đứng lại. Ủa, gì yêu hai bạn? Ê, nhìn kìa, nhìn cái số sắp kìa trời. Ê, bạn ơi, bạn học ở cái trường học dành cho YouTuber như thế này mà bạn chỉ có vài trăm sắp thôi á hả? Trời ơi, sao bạn kém cỏi dữ vậy? Học kiểu này á thì làm sao lên lớp được, làm YouTuber nổi tiếng được? Theo như mình nghĩ á, bạn không nên học trường này đâu, bạn nghỉ đi, không hợp dành cho bạn đâu. Ơi, nè, mấy bạn nói vậy là xem thường người khác lắm á, biết không hả? Mặc dù á là mình biết á, hiện tại số sub ở trên đầu của mình mới được có mấy trăm người đăng ký thôi, nhưng mà như vậy thì sao? Mình sẽ cố gắng, trước sau gì mình cũng sẽ trở thành một YouTuber nổi tiếng. Chỉ cần là mình cố gắng, mình ra video hay hơn cho mấy bạn fan xem thì chắc chắn là mình sẽ được subscribe nhiều hơn thôi. Như vậy là như thế nào hả? Như vậy là phèn chứ còn gì nữa. Biết những người học sinh ở trong đây toàn là bao nhiêu? Người ta toàn mấy trăm nghìn sub rồi cơ. Bạn là có vài trăm sub rồi. Thật đó, bạn đừng ở đây nữa, ngại lắm, quê lắm, nhục lắm. Về nhà đi, đừng có ở đây làm chi. Bạn mà quay clip á, không ai thèm xem đâu, mình nói trước. Hai cái bạn này, mình biết á là hai bạn ai cũng là những cái người YouTuber nổi tiếng được mấy trăm ngàn người đăng ký, nhưng mà lúc mà mấy bạn mới bắt đầu làm YouTube thì mấy bạn đâu có được sub nào đâu, cũng giống như mình thôi. Trước sau gì thì mình cũng sẽ bằng mấy bạn. À không, mình sẽ cố gắng hơn mấy bạn luôn. Mình sẽ trở thành YouTuber thật là nổi tiếng. Mình không có gọi là không bao giờ xem thường người khác giống như mấy bạn đâu. Thôi, cố gắng được bao nhiêu đâu trời. Thôi, mình kệ cái tên này đi bà. Trời, đồ nhà quê nghèo. Bảo tớ. Nhìn cái số sắc thôi á, thấy không xứng đáng. Không thèm nói chuyện với mấy người đâu, đi ra chỗ khác luôn đi. Trời ơi, làm YouTuber kiểu gì mà xem thường người khác có vậy. Thiệt luôn á, tôi ước chị ha là mấy cái bạn fan thấy được hình ảnh của hai người lúc này ha, in subscribe đi, khỏi đăng ký kênh cho mấy người nữa. Nhưng mà tính ra họ nói cũng đúng mà ta. Mình đã học ở trong cái trường học YouTube này được 2 năm rồi mà mình chỉ mới được có mấy trăm người đăng ký à. Cái kiểu này chắc là mình không có thể làm YouTuber nổi tiếng được rồi. Mà không được, mình không được suy nghĩ tiêu cực như vậy. Mình trước sau gì cũng sẽ trở thành YouTuber nổi tiếng thôi. Mình phải cố gắng hơn, mình phải ra video hay hơn thì mới được người đăng ký chứ. Không bao giờ mình mà nghe theo lời của mấy người ở đâu. Thôi đi học. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi, mệt quá. Bài tập ngày hôm nay thầy giáo giao cho mình là mình phải được 100 người đăng ký trong vòng 1 ngày. Thầy không biết có làm được hay không đây. Học trường YouTube đúng thiệt là cực ghê á, nhưng mà không sao, dù gì đó cũng là đam mê của mình mà. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để cái ba lô ở đây nè. Rồi bây giờ bắt đầu vào quay YouTube luôn. Nhưng mà khoan từ, hơi đói bụng nha. Thôi kệ đi, mình quay xong rồi tí nữa mình đi ăn sau. Đây là đam mê của mình, mình phải cố gắng thực hiện được đam mê. Rồi bật máy lên nè. Ok, bật máy lên rồi. Rồi chuẩn bị nha. 3, 2, 1, quay. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft nha mọi người nha. Phong Cận. Ủa gì vậy mẹ? Mẹ ơi, con đang quay YouTube á, một tí nữa rồi mình nói chuyện sau nha mẹ. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi sinh tồn nha mấy bạn. Được rồi, Phong Cận, tạm dừng quay đi, cho mẹ hỏi cái xíu coi. Dạ vâng. Để con tắt quay xíu. Dạ sao, có chuyện gì không mẹ? Cho mẹ hỏi á, dạo này là con làm bài tập ở trên trường như thế nào rồi? Dạ vâng, thì dạo gần đây á thì bài tập của con cũng hơi bị điểm kém, bởi vì á là
thầy giao cho bài tập là phải về nhà quay video đăng lên YouTube làm sao để có thể đạt được 100 người đăng ký trong vòng một ngày. Nhưng mà mẹ cũng biết rồi đó, con không hiểu sao video của con cũng rất là đầu tư, cũng rất là hay luôn, nhưng mà ít người xem quá. Bởi vậy cho nên là con vẫn chưa thể nào đạt được 100 người đăng ký trong vòng một ngày. Bởi vậy cho nên là cũng hơi bị điểm kém. Bởi vì đó là chuyện YouTube mà mẹ. Là con không hoàn thành được 100 người đăng ký trong vòng một ngày thôi á hả? Dạ vâng, con xin lỗi mẹ. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con hứa với mẹ là lần này con nhất định sẽ đạt được 100 người đăng ký. Mẹ yên tâm. Mẹ nghĩ á là con lên nghỉ học đi. Trường học YouTube á, bình thường người ta đạt được cả 10.000 sắp rồi. Bây giờ con thì có vài trăm sắp thôi à. Thôi, mẹ quyết rồi. Con nghỉ học đi. Sao mà được mẹ? Mẹ ơi, đừng mà. Con rất là mê YouTube. Cái làm YouTube là đam mê của con á. Ước mơ của con là sẽ trở thành một YouTuber thật là nổi tiếng. Mẹ cũng biết đó. Ở trên YouTube nha. Có anh gì, anh Mr. Dịch nè. Rồi anh gì, anh Siro nè. Rồi chị Camui nè. Rồi anh Cairo nữa. Trời ơi, mọi người ai cũng là những người YouTuber nổi tiếng hết. Nhất định một ngày nào đó con sẽ được tham gia vào nhóm YouTuber nổi tiếng đó. Con sẽ trở thành YouTuber nổi tiếng. Mẹ cho con. Nhưng mà con học đi. Mẹ hỏi con nè. Năm qua con học ở trường học YouTube, con đạt được cái gì? Hả? Con có thấy thời gian của con nó phí phạm không? Bây giờ mẹ không nói nhiều nữa. Con nghỉ học ngay trường học YouTube cho mẹ. Thôi mà mẹ ơi, thôi nói chung là mẹ cho con thêm một cơ hội đó nha. Lần này con sẽ lên YouTube, con quay video con up lên cho các bạn xem. Nhất định là con sẽ được 100.000 người đăng ký. Ok mẹ yên tâm. Không có cơ hội gì hết. Phong Cận, nếu mà con vẫn còn không nghe lời mẹ thì mẹ đập luôn cái giờ máy tính của con đi nè. Mẹ, ủa mẹ ơi, đây là đam mê của con mà, tại sao mẹ lại cấm con học trường YouTube chứ? YouTube cũng là một cái nghề mà. Đam mê mà không có kết quả thì đam mê làm cái gì hả? Con biết là mẹ quan tâm đến con, nhưng mà con cũng lớn rồi, con được quyền theo đuổi đam mê của mình chứ. Mẹ cứ chờ đi, nhất định một ngày đó con sẽ trở thành một YouTuber nổi tiếng cho mẹ xem. Mẹ cứ chờ đó. Phong, trời Phong, quay lại, mẹ muốn tốt cho con thôi mà. Mẹ lúc nào cũng cấm con hết á, con không chịu đâu. Nhất định một ngày đó con sẽ trở thành một YouTuber là nổi tiếng. Trời mưa luôn rồi. Thiệt sự á, bây giờ mình cũng không muốn về nhà một tí nào hết á. Mẹ không có tin mình. Ước mơ của mình là được trở thành một YouTuber nổi tiếng. Vậy mà sao mà không ai ủng hộ mình hết vậy? Nhưng mà dù gì thì mẹ cũng nói đúng mà. Mình đã làm YouTube 2 năm trời rồi mà vẫn chưa đạt được số người đăng ký mà mình mong muốn nữa. Có khi nào cái công việc YouTube này nó không phù hợp với mình không ta? Mình không thể nào trở thành một YouTuber nổi tiếng như mình mơ ước được. Hay là mình dừng lại ta? Ê, nhưng mà không được. Mình không thể nào suy nghĩ như vậy được. Mình phải thực hiện đam mê của mình, thực hiện ước mơ của mình. Biết bao nhiêu người họ đã trở thành YouTuber nổi tiếng rồi đó, họ làm được thì mình cũng phải làm được chứ. Chắc là có lẽ mình vẫn chưa làm video hay cho nên là mấy bạn fan không thích thôi. Bây giờ mình phải cố gắng tìm một cái cách nào đó để mình có thể quay YouTube hay hơn, để cho mấy bạn yêu thích mình hơn và đăng ký kênh cho mình. Khoan từ, lần trước mình nhớ hình như là ở trên quảng cáo nó có đăng lên là có một thành phố dành cho những YouTuber, đến đó thì bạn sẽ có thể học được rất là nhiều thứ về YouTube. Hay là mình sẽ thử đi đến đó ta. Thôi được rồi, mình sẽ đi đến đó, mình sẽ chứng minh cho mẹ thấy mình không phải là một đứa vô dụng, mình sẽ làm được. Đi thôi. Bây giờ á thì mình sẽ đến với thế giới của YouTube và sau đó mình sẽ mua cho mình một cái máy tính và mình sẽ quay YouTube ở chỗ này. Để xem coi xung quanh này. Đây bên này có một cái shop bán máy tính bên này nè bạn. Mình sẽ vào ông đây nha. Ok, đi vào trong. Wow, hóa ra thế giới của YouTuber là sẽ có một cái cửa hàng bán nhiều gọi là máy tính như thế này luôn hả? Ở chỗ này có mấy cái máy tính xịn ghê luôn các bạn. Trời, cái máy tính này bao nhiêu tiền đây? Trời ơi, 5 tỷ cái máy tính này luôn hả? Cái gì mà đắt dữ vậy? Còn máy tính này, ui máy tính này là 180 triệu. Ui trời ơi, đắt quá à, tiền đâu mà mình mua đây. Bên đây còn có mấy cái màn hình đồ xịn quá nè, xịn luôn nè. Nhưng mà mình nghèo quá à. Bây giờ mình đâu có kiếm được tiền từ YouTube đâu, làm sao mình có thể mua được. Mình phải đi vòng vòng để xem thử coi. Qua bên đây, qua bên đây. Bên này. Ui bên này cũng có bán cái mic luôn nè bạn. Micro này giá 4 tỷ. Trời, cái gì mà đắt dữ vậy? Có mỗi cái mic này thôi mà giá 4 tỷ luôn hả? Thôi không được rồi, mình nghèo quá, mình cần phải mua gì đó rẻ rẻ thôi. Để qua bên đây xem thử coi. Ở bên này là có một cái máy tính không đồng nữa bạn. Có một cái thùng PC này không đồng nè. Ê nhưng mà khoan đã. Nếu như bây giờ mình mua cái thùng PC này giá không đồng thì chắc chắn cái thùng PC này là một cái thùng PC bị hỏng rồi, sẽ không thể nào dùng được đâu. Chắc chắn là lừa rồi. Mình cần phải kiếm tiền để mình có thể mua được thùng PC. Thôi được rồi, bây giờ mình đã nghĩ ra một cách. Mình sẽ ra bên ngoài đây nè và mình sẽ livestream nha các bạn nha. Ở đây mình có cái điện thoại nè các bạn. Nhưng mà điện thoại của mình là điện thoại cùi bắp, điện thoại cục gạch các bạn ơi. Mà thôi không sao, mình sẽ dùng nó để livestream để kiếm tiền nha. Ok. Hy vọng là sẽ có nhiều người gọi là thích xem video của mình. Ok, hello chào mọi người nha. Hôm nay là tôi sẽ livestream đi dạo quanh
một vòng của thế giới YouTube cho mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích nha. Ồ, ui, mọi người coi nè, ở bên này nó có bán quá trời những cái gì ta, điện thoại xịn luôn đã bạn. Trời ơi, nhiều quá trời đất luôn, toàn là điện thoại xịn thôi các bạn ơi. Mấy bạn hãy nhớ ủng hộ mình để mình sẽ có tiền mua những cái điện thoại xịn này để mình livestream cho các bạn xem nha, nhớ nha. Ui, có một bạn đồ này cho mình nè. Wow, mới có một bạn đồ này. Ui, hai bạn đồ này. Wow, quá trời bạn đồ này tiền cho mình luôn. Trời ơi, cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Trời ơi, yêu mấy bạn quá à. Ui ui ui, trời, mấy bạn ấy hình như có vẻ thích mình lắm hay sao á. Đồ này cho mình rất là nhiều tiền luôn nè các bạn ơi. Ê, cảm ơn mấy bạn đã đồ này ủng hộ cho mình nha. Hy vọng là mấy bạn sẽ thích những cái buổi livestream của mình. Cảm ơn. Hay để mình livestream tầm thử 3-4 ngày gì coi, không biết là có ai sẽ đồ này cho mình nhiều không ta. Ok, chờ thôi nha. Cảm ơn mấy bạn và vlog của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là mấy bạn sẽ yêu thích và xem vlog của mình nhiều hơn nha. Cảm ơn mấy bạn đã đồ này ủng hộ cho mình. Cảm ơn. Ok, rồi cất điện thoại vô. Mình được quá trời bạn đồ này cho mình luôn bạn ơi. Ok, bây giờ mình đã có được 600 tiền đồ này nè. Chắc là mình sẽ thuê cho mình một ngôi nhà để mình làm YouTube nha các bạn. Ok, được rồi, để mình đi kiếm cái ngôi nhà đó mình thuê coi. Ở bên này thì có mấy cái ngôi nhà mà cao ơi là cao luôn nè, nhưng mà nhà này thì đắt tiền lắm, mình không có đủ tiền thuê đâu. Hay là mình thuê mấy nhà nhỏ này ta. Nhưng mà mấy cái nhà nhỏ thế này thì sẽ không làm YouTube được. Để xem coi có cái nhà nào thuê được không ta. Ui, bên này có một cái nhà hình như là cho thuê đã bạn. Mình nghĩ là mình sẽ thuê được đó nha. Oh my god, đẹp nè, cái nhà màu xanh này nè. Alo, anh chủ nhà ơi, anh có nghe em nói gì không ạ? Alo, ai đó? Ai gọi tôi đó? Dạ vâng, em chào anh nha. Em là Phong Cận, em đang muốn thuê một ngôi nhà để làm YouTube anh. Không biết là anh có thể nào giúp em được không ạ? Nhà của tôi hả? Cậu muốn thuê sao? Giá là 600 đô nha. Ui, cái gì? 600 đô á? Dạ. Được anh. Ok, vậy em thôi luôn nha. Rồi ok, vậy cậu vào ở đi. Cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn anh. Ui, trời ơi bạn ơi, giá tiền thôi là 600 đô. Trời ơi, vừa đúng cái tiền mình được đồ này luôn. Yeah. Ok, rồi, vậy là mình sẽ thuê cái nhà này nha các bạn nha. Để vô trong nhà xem thử cái nhà có cái gì nè. Wow, nhà ở trên tầng cao có thể nhìn xuống bên dưới như thế này, mà còn có thêm cái dàn PC, tủ lạnh ở đây và có thêm máy chơi game nữa. Trời ơi, nhà này có sẵn máy luôn, vậy là mình không cần phải mua nữa rồi. Nhưng mà không được, cái máy này cũng cùi bắp lắm. Mình nghĩ là mình phải làm YouTube để mình kiếm tiền mình mua máy xịn hơn. Yeah. Ok, được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm YouTube nha các bạn nha. Vô đây nè. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hello, mình là Phong Cận TV nè. Có ai nhớ mình không ạ? Dạ, hôm nay là mình đang quay YouTube nè. Có bạn có yêu thích mình thì nhớ là đồ này ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn. Hôm nay mình livestream cũng khá là lâu rồi á, mà không biết là có ai thích xem livestream của mình không nữa. Để xem coi mọi người sẽ đánh giá livestream của mình như thế nào đây. Xem thử coi. Hả? Sao mọi người lại dislike video của mình rồi? Thôi, tắt livestream luôn đi chứ giờ quay sao được nữa. Thôi nhưng mà thôi không sao. Dù gì thì hôm nay mình livestream cũng kiếm được 30 đô hả? 30 đô. Cũng hơi ít đó. Nhưng mà thôi không sao. Cố gắng kiếm tiền để mai này mình còn phải mua máy tính xịn hơn nữa chứ. Cố lên. Hôm nay là ngày thứ 3 mình đã làm YouTube rồi. Chắc là bây giờ mình phải kiếm cái gì đó ăn no bụng sớ vô livestream mới được. Ở đây là đang có táo nè, với lại là nước. Trời ơi, sao mà đắt quá vậy ta. Thôi không sao, mình sẽ mua cho mình một chai nước nè. Ok, uống. Ok rồi, sau đó là mình sẽ mua cho mình thêm một cái đồ ăn vậy đi. Đây để xem coi, ở trong đây có sữa, táo, phô mai. Trời ơi, cái gì cũng đắt hết trơn á. Thôi, mua một quả táo ăn tạm vậy. Một quả táo thôi chứ tiền đâu mua nhiều. Nhầm. Rồi, ok, có sức rồi, bây giờ lên livestream tiếp thôi. Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục livestream cho các bạn xem nè. Các bạn có nhớ mình không? Hello mọi người nha. Anh đẹp trai quá hả? Trời ơi, sao bạn khen mình là mình ngại quá à. Cảm ơn bạn nhiều nha, cảm ơn. Ok, ui, hình như là bây giờ mọi người đang yêu thích mình. Được nhiều like quá nè. Thôi, cảm ơn mọi người nhiều. Wow, số tiền hôm nay mình livestream là được 48 đô hả? Cũng không được nhiều lắm ha. Nhưng mà thôi, cứ cố gắng thôi. Từ từ rồi mình sẽ thành công thôi mà. Bây giờ cũng được khá tiền rồi đó. Chắc là mình sẽ đi mua cho mình một cái máy tính mới đi. Ok, đi thôi. Rồi, ok, cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã mua được một cái dàn máy tính mới rồi nè các bạn ơi. Đây, màn hình nè, đó, ba cái màn hình luôn nha các bạn nha. Thêm một thùng PC xịn nữa. Với cái máy tính xịn này thì chắc chắn là mình về nhà quay video cho các bạn xem thì hình ảnh sẽ đẹp hơn, âm thanh sống động hơn, bảo đảm sẽ nhiều bạn thích. Ok, đi về thôi. Bạn ơi. Sao nhìn bạn này quen với người ta? Bạn có nhớ hai người bạn không? Hai bạn hả? Mình nhớ rồi, hai bạn có phải là cái bạn nam này là cái người được 200.000 người đăng ký, còn bạn nữ này là được 100.000 người đăng ký đúng không? Đúng nhớ rồi. Hình như bà là cái người được mấy trăm sub đúng không ta?
đúng rồi, là mình nè. Mấy chăm sóc bạn mua quá trời đồ vậy, trời ơi tốn tiền quá bạn ơi. Mình nghĩ bạn tốt chứ không nên mua cái thứ đó, tại vì mình thấy bạn đâu có hợp lại với tích đâu mà cần phải mua đồ xịn vậy. Đúng rồi, mà cố gắng mua mấy đồ xịn làm chi, xong rồi vứt xó phí phạm đồ ra thôi, tốt nhất lại là đưa đây đi cũng được luôn đó trời. Nè hai cái bạn kia, mình nói cho các bạn biết nha, dù gì thì mình cũng đã được 1.000 người đăng ký rồi đó. 1.000 người đăng ký. Tận 1.000 lận cơ hả, ghê chú vậy trời. Trời ơi, 1.000 người đăng ký chắc khoe cả làng luôn quá trời ơi, mắc cười chết. Mình nói cho các bạn biết nha, mấy bạn á là những cái người youtuber có sub cao thiệt á, nhưng mà các bạn đâu có nhất thiết là phải xem thường những youtuber nhỏ như bọn mình đâu. Mặc dù là bây giờ có thể là kênh mình không bằng mấy bạn đi, nhưng mà video của mình chắc chắn sẽ làm hay hơn mấy bạn. Mấy bạn cứ chờ đó, đừng có bao giờ mà xem thường người khác như vậy. Thôi không sao, không sao, cứ về mà ngủ mơ đi nha, không có chuyện đó đâu. Trời ơi, nhớ đó, nhớ đó. Thôi không thèm quan tâm mấy người đó nữa. Những bạn nào mà đang làm YouTube á, mấy bạn cũng nhớ nha, đừng có quan tâm đến những cái lời nói của người khác. Chúng ta cứ cố gắng lên, làm video càng hay lên là được. Thôi không thèm quan tâm mấy người đó, giờ lắp máy tính mới rồi còn quay video cho fan xem nè. Ok. Hey, cuối cùng thì bao nhiêu ngày cố gắng thì mình cũng đã kiếm được một ít tiền từ YouTube và mình đã mua cho mình được một cái dàn máy tính mới rồi nè mấy bạn ơi. Vậy là coi như mình có thể làm YouTube được rồi đó. Hey, và bây giờ mình cũng đã quay về nhà của mình với mẹ mình rồi. Hey, không biết là mẹ mình đi đâu từ sáng giờ không thấy nữa. Hey, nhưng mà thôi không sao, mình sẽ lắp máy tính vô để chuẩn bị quay YouTube cho các bạn. Ok, lắp cái máy tính này vô đây nè. Đó, rồi lắp thêm cái thùng PC lên đây luôn đi. Ok, đó. Vậy là coi như là mình có thể quay YouTube với dàn PC mới rồi. Trời ơi, dàn PC nhìn xịn hơn hẳn luôn á bạn. Ai cũng may là trong thời gian vừa qua có nhiều bạn donate cho mình rất là nhiều luôn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Kênh YouTube của mình cũng đã được 1.000 người đăng ký nè. Ok, mình sẽ bắt đầu quay YouTube nha các bạn nha. Ok, để cài game Minecraft đã. Cài vô. Phong cần. Trời ơi, bao nhiêu lần ai con đi đâu vậy hả Phong? Dạ, con xin lỗi mẹ. Mấy ngày nay á con qua bên thế giới YouTube để con học hỏi những anh chị YouTuber ở bên đó đó. Thì bây giờ á kênh YouTube của con, mẹ nhìn đi, hiện tại cũng đã được 1.000 người đăng ký nè, mẹ thấy không? Mẹ bảo con nghỉ rồi mà sao con vẫn ngoan cố học vậy trời. Thôi mà mẹ, dù gì đây cũng chính là đam mê, là ước mơ của con mà. Yeah. Mẹ cho con thêm một cơ hội đi, con hứa với mẹ là con sẽ làm được. Mẹ nhìn đi, hiện tại có rất là nhiều bạn đã donate cho con, không những như vậy nha, mà kênh của con á cũng đã được 1.000 người đăng ký rồi nè. Không muộn đâu, thì trước sau vậy con cũng sẽ được 10.000 người đăng ký, sau đó 100.000 người đăng ký và con sẽ được nút bạc luôn. Mẹ cho con làm nha mẹ. Nha mẹ. Nếu mà con đã có thành tựu như thế này rồi á thì mẹ cũng sẽ không cấm cản con nữa. Con muốn ăn cái gì á thì để bây giờ mẹ nấu cho. Dạ, cảm ơn mẹ. Con thích ăn gà rán nha. Mẹ nấu giúp con món gà rán nha. Rồi, học ngoan nha. Mẹ đi nấu cho nè. Dạ, cảm ơn mẹ. Trời, mẹ cuối cùng cũng không cấm mình nữa rồi. Thôi được, nếu như mẹ đã tin tưởng mình thì mình phải cố gắng hơn mới được. Ok, để lên trên Discord nè, sau đó cài thêm Facebook vô, cài Minecraft vô chuẩn bị quay nè. Rồi, cài Minecraft xong rồi nè, để xem coi. Ủa cái gì đây? Một người đã kết bạn với bạn. Ủa, ai kết bạn với mình vậy ta? Đâu để xem thử coi. Hả? Cái gì vậy? YouTuber Sammy. Ủa, Sammy đào. Ủa trời ơi, cái bạn này được mấy triệu người đăng ký luôn á. Ủa tại sao bạn ấy lại kết bạn với mình ta? Từ, đâu để mình gọi điện thử xem coi tại sao bạn ấy lại kết bạn với mình nhỉ? Trời ơi, rung quá, không biết bạn ấy có chịu bắt máy hay không đây. Rung quá. Hello. Hello bạn nha. Cho mình hỏi bạn có phải là YouTuber Sammy Đào không ạ? Đúng là mình nè, mình là Sammy Đào nè. Trời ơi, thiệt hả? Trời, được một YouTuber nổi tiếng như bạn kết bạn thì thật sự là mình vui ghê luôn á. Ủa nhưng mà khoan từ, tại sao bạn lại kết bạn với mình vậy? Bạn có phải là Phong Cận TV đúng không? Đúng rồi, kênh YouTube của mình là Phong Cận TV á. Mình có xem sơ qua một số video của bạn, video bạn rất là hay luôn á. Thiệt hả? Cảm ơn bạn nhiều nha, cảm ơn bạn. Nhưng mà mình cũng đâu có nổi tiếng hay gì đâu, cho nên á là video hay thì hay thật nhưng mà subscribe của mình ít lắm. Thì mình thấy bạn quay video rất là hay nên mình muốn mời bạn quay clip cùng với mình được không? Hả? Cái gì? Bạn muốn mời mình quay video chung với bạn á hả? Được. Cảm ơn bạn nha. Thôi bây giờ chúng ta cùng quay clip nha. Ok, được. Trời ơi, được một YouTuber nổi tiếng kết bạn mà còn mời quay video chung nữa. Yeah, hạnh phúc quá, thành công rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt.
Ai, rồi, ok, cuối cùng cũng quay video xong rồi. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, vui quá. Trong vòng một tháng thôi mà hiện tại kênh YouTube của mình đã đạt lên được hơn 100.000 người đăng ký rồi các bạn ơi. Tất cả cũng nhờ vào bạn Sammy á, có bạn Sammy quay chung với mình cho nên là có nhiều bạn fan biết đến mình hơn. Với lại là video của mình cũng hay cho nên mấy bạn đăng ký cho mình rất là nhiều luôn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Hey, mà hình như mình nhớ đâu hôm nay chính là ngày YouTube sẽ gửi tiền lương về cho mình, vậy là mình sẽ có tiền để phụ mẹ rồi. Hey, từ đó đến giờ á, mẹ mình phải đi làm vất vả. Cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã có thể kiếm được tiền từ YouTube để mua một cái món quà nho nhỏ gì đó tặng cho mẹ rồi. Hey, ủa khoan từ, hình như có tiếng chuông. Có khi nào là tiền từ YouTube về không ta? Từ từ để đi mình ra xem coi. Đây rồi, cái rương màu đỏ của YouTube. Từ từ để xem thử. Trời ơi, nhiều tiền quá. Từ từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nhiều quá đếm không hết. Cuối cùng cũng có tiền rồi. Hey, bây giờ á mình sẽ chia ra 3 phần. Một phần á thì mình sẽ giữ đó để mình mua máy tính mới, quay video hay hơn cho bạn fan xem. Còn một phần thì mình sẽ mua quà tặng cho mẹ của mình nè. Một phần nữa thì mình sẽ mua quà tặng cho Sammy để cảm ơn Sammy vì đã mời mình quay video chung. Ok, được á. Ok, lấy tiền ra. Trời ơi, bây giờ vui quá, đi mua quà liền thôi chứ còn chờ gì nữa bạn ơi. Đi thôi. Yeah. Hey, cuối cùng thì cũng đã mua xong quà rồi. Đây, mấy bạn xem đây, mình đã gói vào trong hai cái hộp quà nè, bạn thấy không? Cái hộp quà màu xanh này thì mình sẽ tặng cho Sammy, bên trong này là quần áo nha các bạn nha. Còn cái hộp quà màu hồng này á thì mình sẽ tặng cho mẹ mình. Đây chính là một cái sợi dây chuyền. Ê, mình tặng cho mẹ mình sợi dây chuyền này chắc chắn mẹ mình sẽ vui lắm luôn á. Ok. Ôi bây giờ về nhà để còn tặng quà cho mẹ nè. Trời, chắc chắn mẹ mình sẽ tự hào về mình lắm đây. Đi về thôi. Lấy ông đi qua lấy mà đi. Ủa? Lại tôi đói quá. Có ai dư chút nào đồ ăn thừa cho tôi một ít được không? Chú gì đó ơi. Ủa, chú đói bụng lắm hả chú? Đúng rồi, hai ngày nay tôi chưa có ăn gì à. Cậu trai trẻ, cậu có đồ gì ăn không? Cho tôi một miếng được không? Một miếng thôi cũng được. Đồ ăn á hả? Chết rồi, bây giờ con chỉ có hai cái phần quà này đem về để tặng cho mẹ con với lại là một người bạn của con thôi. Chứ con không có đồ ăn ở đây. Khoan từ, hình như là con còn một ít tiền ở đây nè. Hay là chú cầm tiền này đi mua đồ ăn nha chú. Cậu cho tôi hết đó hả? Dạ cũng không có nhiều lắm đâu chú ơi. Nhưng mà con nghĩ rằng là nó có thể giúp cho chú mua được đồ ăn trong mấy ngày luôn á. Trời, nhưng mà tiền này quý hóa lắm. Thôi tôi không dám nhận hết đâu. Cậu cầm đi, tôi chỉ nhận đồ ăn thôi, cậu cầm đi. Không sao chú ơi. Tiền bạc thì mình có thể kiếm lại được mà. Nhưng mà quan trọng á là bây giờ con thấy chú là đang đói bụng, con thấy chú tội nghiệp quá à. Cho nên là con mới tặng chú thôi. Chú nhận cho con vui nha. Đây chú cứ nhận đi chú. Trời, cảm ơn cậu nha. Cậu là người tốt. Trời. Cậu luôn luôn gặp điều may mắn nha. Tiền này quý quá. Mấy ngày nay là tôi sẽ không phải lo về cơm ăn nữa. Trời, cảm ơn cậu nha. Cảm ơn cậu. Được rồi chú. Chú đừng có vui quá. Chú khóc như vậy. Trời, chú đừng có khóc nha. Chú phải vui cười nha chú. Cảm ơn cậu nha. Chúc cậu luôn mạnh giỏi và kiếm được nhiều tiền hơn nha. Trời ơi, cậu bây giờ đâu có còn nhiều nữa đâu trời. Dạ thôi được rồi, bây giờ con có việc phải về nhà rồi cho nên là chú dùng cái tiền này á để mua đồ ăn ăn nha chú. Dạ, cảm ơn cậu nha, cảm ơn cậu nhiều. Dạ vâng, tạm biệt chú. Dạ tạm biệt chú, con về ạ. Mặc dù là mình đã đưa hết tất cả những cái tiền còn lại của mình cho chú này rồi, nhưng mà thôi không sao, giúp đỡ người khác cũng là một việc tốt mà. Hy vọng rằng chú ấy sẽ có những bữa ăn ngon. Thôi được rồi, bây giờ mình phải đem cái quà này về tặng cho Sam với lại mẹ mình mới được. Ok, đi thôi. Rồi, quay xong rồi nè, bây giờ mình sẽ up lên YouTube. Chàng trai tốt bụng giúp người nghèo. Rồi, xong rồi, về thôi. Rồi, lại tiếp tục một ngày mới. Bây giờ mình sẽ lên livestream để gọi là gặp những bạn fan yêu quý của mình mới được. Hôm nay phải cố gắng đạt được 2.000 người đăng ký mới được. Ok, bắt đầu bật livestream lên thôi. Bật livestream lên nè. Rồi, ok. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. Ngày hôm nay mình lại quay lại livestream cho bạn xem nè. Ủa khoan, từ có hình như là có bạn bình luận. Ủa, anh có phải là bạn tốt bụng ngày hôm qua không? Ủa, bạn tốt bụng ngày hôm qua là ai ta? Ủa, bạn tốt bụng ngày hôm qua là ai vậy nhờ? Ý mấy bạn là sao?
sao? Anh có phải là chàng trai tốt bụng hôm qua đã tặng quà cho người nghèo không hả? Ủa, tặng quà cho người nghèo? Có khi là nói đến cái chú ngày hôm qua không ta? Đúng rồi. Cái đó cũng là một việc tốt mà mấy bạn mình nên làm mà. Mấy bạn cũng nhớ là mấy bạn hãy làm giống như mình nha. Hãy noi gương mình nha. Giúp đỡ người khác. Nói chung là tinh thần đoàn kết lẫn nhau của con người Việt Nam chúng ta. Phải như thế đúng không các bạn? Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người chứ đúng không? Đã đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Trời, bạn nói gì là mình ngại quá à. Thôi mà đừng có chọc mình nữa. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game cùng nhau nha. Ủa cái gì đây? Ui sao subscribe của mình tăng nhanh quá vậy? Ui cái gì vậy? Ui, mọi người hãy nhìn cái số subscribe trên đầu của mình nè. Ui tại sao nó lại tăng nhanh quá vậy? 3.000 người, 5.000 người, 10.000 người. Trời, cái gì mà tăng nhanh dữ vậy trời? Ủa cái gì vậy? Để mình đọc bình luận coi. Anh này tốt bụng quá, hãy đăng ký ủng hộ cho anh ấy đi. Ủa mình nhớ là mình đâu có quay cái video nào là mình giúp đỡ mọi người đăng lên đâu ta. Ủa khoan từ để xem coi. Hôm qua đã có một bạn quay lại cảnh anh giúp đỡ người nghèo hả? Ồ thì ra là như vậy. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn. Trời số sub ở trên đầu của mình đang tăng lên nhiều hơn đó nữa bạn ơi. rồi cảm ơn mấy bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu livestream nha. Ủa mà khoan từ, hình như có tiếng chuông thì phải. Rồi để mình ra xem coi ai gõ chuông vậy ta. Bạn ơi, bạn giúp bọn mình với. Khoan từ. Ủa hai bạn có phải là cái bạn YouTuber được 200.000 người đăng ký và bạn được 100.000 người đăng ký đúng không? Đúng rồi là tụi tôi nè. Nhưng mà số lượng subscribe của tôi giờ không còn 200.000 nữa, nó giảm quá trời rồi. Ủa giảm thì sao? Sao tự nhiên bây giờ hai bạn đến đây kiếm mình nè? Đừng có tới đây để chọc quê mình nữa nha. Tôi chọc làm gì? Từ lúc mà người ta biết được chuyện, tụi tôi khinh thường những người ít sub á. Mấy người mà xem tụi tôi biết được ấn subscribe không thèm xem video của tôi luôn. Ra là như vậy, thấy chưa? Mình đã nói với các bạn rồi mà, đừng có bao giờ mà xem thường người khác như vậy. Mấy bạn cứ như thế á thì người ta đâu có còn yêu mến mấy bạn nữa đâu. Nên là tôi đây xin lỗi cậu nè. Cậu cho tôi xin lỗi nha. Để cho tụi tôi còn tiếp tục làm YouTuber nữa, nếu không thì tụi tôi sẽ phải bỏ nghề để mất. Thật ra thì mình cũng đâu có giận gì mấy bạn đâu. Nhưng mà mấy bạn nhớ là từ nay là không có được xem thường người khác nữa nha. Tôi biết rồi. Cậu đồng ý cho tôi xin lỗi là được à. Được. Mình tha lỗi cho mấy bạn mà. Thôi được rồi, mấy bạn về đi. Trời, cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu đúng là người tốt mà. Cảm ơn cậu nha. Tôi đi tiếp tục làm YouTube được rồi. Trời ơi. Đó mấy bạn thấy không? Đừng có bao giờ mà xem thường người khác. Dù là bây giờ người ta có thể thua các bạn, nhưng mà chưa chắc gì tương lai họ sẽ thua mấy bạn đâu. Hey, bởi vì thêm xem thường người khác cho nên bây giờ họ đã phải nhận một cái kết như thế đó. Hey, dù gì thì bây giờ mình cũng đã trở thành một YouTuber nổi tiếng, thực hiện được đam mê và ước mơ của mình rồi. Mấy bạn fan cũng nhớ nha, nếu như bạn đam mê và ước mơ một cái gì đó thì hãy cố gắng lên nha. Nhưng mà nhất là quan trọng là gì? Phải đi học nha mấy bạn phải học thật là giỏi để mai này thực hiện ước mơ và đam mê của mấy bạn nha. Phải nhớ nghe là ba mẹ, học thật là giỏi nha các bạn. Không có gì quý giá bằng tri thức đâu nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em nha. Từ bây giờ mình đã trở thành thành viên chính thức của nhóm bơ nổi tiếng Hero Team rồi đó. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Yeah, ba nút vàng đã về với mình rồi mấy bạn ơi. Tè. Sau một năm trời cố gắng thì hiện tại bây giờ kênh YouTube của mình đã đạt được 3 triệu người đăng ký rồi. Đúng thật là những bạn fan yêu quý đã ủng hộ cho mình. Mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Yêu mấy bạn nhất trên đời luôn á. Hey, ba nút vàng. Trời ơi, tôi nhìn mà tôi tưởng đây là mơ không á mọi người ạ. Không ngờ cũng có một ngày tôi đạt được 3 nút vàng luôn. Còn đằng sau lưng này nè là rất là nhiều những cái phần quà mà những bạn fan yêu dấu đã gửi cho tôi nè. Quá trời luôn, nào là búp bê nè, tranh mấy bạn vẽ mình nè, rồi còn thêm nói chung là nhiều lắm. Vui ghê là vui luôn mấy bạn.